không chấp là bao nhiêu khi mưa khơi dần bắt nơi cát đất ngon là bao thập bị bà mối ta đất khát mình ai có đó dịch đây sọc đó bởi dịp rõ tê công sông bay tay và mục rơi riêng là thập bị bà không miên chăm tiết sông bay tạo miên chăm tiết có quát mình ai thôi ba này tì mối tiết đông chỉ mối nâng sầm mặt tập hiếp là bao quát nét bà nhà là bao quát mình ai mưa khơi tha ta sọc nâng trở đọc ra dạng mấy tài bán chứ bằng lo la ơi quát miên bán tích na quát mình miên sầm mặt tập hiếp miên bà nhà khúc rõn tê quát ai trâm tay chốc từ tam mua lật hán bác mà tố đặt bằng tia côn đặt bằng tia ăn nắng đồng bay ở kỳ khơi thác quát sầm mánh ôm dốc sầm lấy nó là bao nhiêu chiếc rồi quát bán trâm tay chốc từ mua lật hán nắng dốc anh đi mua cái thơ ơ khoa châm tất đồng bay ở kỳ chiếc rồi là tê kia nắng nhò tám chọn thơ ơ khoa là bao sầm đại anh đại châm tất đồng bay dốc mà chiếc rồi kiếm ấy châm tất bởi ông quân bơ khớt ở chú rư thật sự rốt nâng nó trở đọc ở mấy chứ nâng ất nhiên sẽ mặc thiệt lời bằng tay ông tiểu hô thật bơ khớt nâng á con miên chan tiết nâng cao đọc cũng rong chăm đọc bê bỏ sản áp cả nạc bạc phải chi chuôn không miên tùm lọc chăm bê bỏ sản áp bán chảy ngốc đi đôi chứ nè miên đẹp là cái đư thả dưỡng bán khô sản áp môn bê bọt nào ta mở ra đối chiếc trong đa chuông chủ bối ca bọc lò tại trong sông Pháp từ huynh thả ta không ta nạ không chia đi vô rằm đây không miên sức thơ tế chỉ môi nâng ca đạt tuyệt bài đi không miên sức thơ tế nơi ca đai bỏm rao bởi chỉ chút không miên sức thơ tế nơi ca ở phía bởi đường ao bởi chỉ chút con trô rí ra thạp bà có đôi chiếc con trô bác ca nào nào tạo trong biên sức thơ tí ấy lấy mình mang chiếc bê cho tình yêu ca tí cái ai bọc nào thôi trong biên sức gì vậy thế trong bất kỳ biên sức xong vô lời cho bác bị hôn sen hôn sen mình đeo khó khăn nơi bê bị lên nam mùi hỏi chạm đợt bê bọc nào tí cái ai bọc nào tìm hôn sen miên vọt miên kia bông ổn nát hôn kia mà nuôi đại quan rương máu nó đôi cần nổ mọi người tăng mình trai đi chứ ca tăng mê phùm tăng buộc nét là vô bài khi nông cả nạc bạc mà chia chân mình mang chia thôn thêm mà nuốt tại ác có ra người cùng chia bàn lại sắp tới mà nuốt đã trai bàn kia stút đòi xá đông này đòi xá tui là tì đòi xá mốc mọt đòi xá lôi cạ sắp tới mà nuốt chôl khi nông tiên liên là vô bài làm bài phá bởi giọt cho luôn mà nuốt thơ làm bài phá bởi giọt cho luôn nó mong ổn vì ác ban tôi chia phá bởi giọt cho bọn nhẹ đợt đây khắc đài mẹ ọt đi có bần tay vì ọt chóng sẽ đầy trời cao bằng lưu lời đôi dương vua bài tự vọt chẳng á đồng bay lan tham xua chẳng á vì bán nhẹ đợt đây xin ra tay bằng con có bần tay vì ọt chóng sẽ đầy trời cao đi và xóng luộc nơi nâng vọt tập bấy quân ấm dốt chẳng hành từ chắc chó ở cô nơi cái này nông và xóng nơi cái này nông lúc bán chăm ra đài có bần tay vì ọt chóng sẽ đầy trời cao nhẹ cơ nơi quân phủ mình nốt ai vớ đam bay phao bị giỏi cho luôn mong muốn vì ai tan chỉ phao bị giỏi toàn đẹp đây khắc đài có bàn tay vì ập chậm pinh linh từ tam sinh đầy từ cao bằng lưu lại vì ai có sáng thế nào vì ai có sáng từ hòa điện mất đi bèn ấy chẳng bàn tay cái nông nay đam bay vô sản lập thế nào thế vì ập chậm sinh đầy từ cao bằng lưu lại có bàn tay đẹp đặc ngon mắt đại miên à rong tha bà tê tầm mù lúc bà chia bà rõ tầm mù lưng chìa krom kru xa tầm mùi á bông ổn bê bà chia bà rõ tầm đêch lũ á khăn ông niêm chìa mai chìa ấu chìa nhạc đặc ngóng chìa mê kru xa bông ổn á tua bay con đêch lũ cả đời kết đó bà tốt đêch rồi bà cù kết đó chọn gran bay rồi bà cù kết đó khăn ông tiếc rồi bà cù kết đó bà quân ác rồi bà cù à rong việt tiên nhộn mai ơi á bông ổn tụi mày quật chắc nơi lưu kê rê đời miền con buôn đọc nè á quật thơ ai mình cá ta bông ổn tay chất như mặt ai á nước đó con bơ nâng tòi phải ta con bia bán vì nà mơ ta vì rau si là biếp mạch ở đây bà quân bia là biếp mạch nông tiêu bia là biếp mạch khẽ đây bia là biếp mạch miền si miền chọc là biếp mạch quật nấc tự đó con nấc buông sao mong quật nấc sóc nấc rút tự ốc của con hai ấy bằng chắc bông ổn tất chất
đôi khi lọc ở địa hồ tha tất chất mà đái trong cuộc con nó bảo bổn việc sóc rốt tôi tất chùm luôn hô cho thì cái đống nông tì cọng nông bình nhận bảo bổn ta việc hô hái ông mà ta việc hô đó cho anh thì mùi bông ôn tới trái chắc nông tiền nâng cực tiền từng ôn cứ thật tất nâng ở việc hô cho thuộc cái loại cái liên ấm nhân sao cái lại nè mà cho anh thì mùi nông tì cọng nông bình bảo bổn tầm mới là tiền hà nà đó việc hô làm bình tiền từng ôn cái lại nà có sự tất bệnh tất nâng này របស់អ្នកដឹកនាំតែគិតពីប្រជាប្រដ្ឋតែប្រជាប្រដ្ឋកំពុងតែដេកលក់អស់បងប្អូនអ្នកដឹកនាំណាគិតឲ្យសោះមកគិតដល់ក្រែដេករបស់កូនគិតដល់ឆ្នាំបាយរបស់កូនគិតដល់សុខទុក្ខរបស់កូនប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំតែគិតប្រយោជន៍ខ្លួននឹងវាចេញជាសាលារៀនវាចេញជាទីពេទ្យវាចេញក្រដាស់មិនអត់ទេប៉ុន្តែវាចេញមកបានតែកន្លែងណាមើលទៅធ្វើយកមុខដើម្បីបានសិលឹកឆ្នោតត្រូវចំណុចហ្នឹងណាដែលខ្ញុំនិយាយថា បងប្អូនពេលណាបងប្អូនរើសបានអ្នកដឹកនាំដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានធ្វើណាវាបានទៅជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនខ្លះដែរមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនសក់កន្លែងដូចអ្នកដឹកនាំដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋទេបងប្អូនហូជីមិញគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋពិតប្រាកដប្រទេសយួនក្រខ្លាំងណាស់បងប្អូន ដោយសារទឹកចិត្តអពុករបស់ប្រទេសយួនណាដែលគិតដល់កូននៅបងប្អូនគិតសោះជីវិតរបស់គាត់ណារស់នៅដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមគឺជារឿងទី1ជីវិតរបស់គាត់គឺជារឿងទី2គាត់អាចនឹងស្លាប់ឬគាត់អាចរក្សាជីវិតរបស់គាត់គឺក្នុងមុខប្រហែលកសាងឬសង្គ្រោះប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះលីគ្វាន់យូក៏ដូចគ្នាបងប្អូនគោដាមៀក៏ដូចគ្នាដោយសារទឹកចិត្តមកដាយ របស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនបាត់ប្រទេសជាង2000ឆ្នាំដោយសារទឹកចិត្តជាអ្នកម្ដាយបងប្អូនទេបំផុតទឹកកសាងប្រទេសបានមកវិញទោះបីកូនទេចឹងក៏ម្ដាយនៅគិតឪពុកនៅគិតដែរបងប្អូនត្រូវរកអ្នកដឹកនាំចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសពថ្ងៃមើលអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនទាំងអ្នកកម្មការងារប្រទេសជាតិទាំងមនុស្សនៅខាងក្រោមរបស់គាត់ដែលចុះតាមមូលដ្ឋាន ដែលយកអំណោយទៅចែកប្រជាប្រដ្ឋគឺក្នុងន័យដើម្បីបានសិលឹកឆ្នោតត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាទី1វាអត់ធ្វើទៅគ្រប់កន្លែងវាអត់ចំសេចក្តីត្រូវការវាអត់បំពេញគ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមទី2វាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យគោរពសោះពេលព្រោះគេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេណាវាអ្នកលំនំមើលឃើញថានេះគឺជាអំណោយប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាតមើលឃើញថានេះគឺជានុយ គេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេទេមនុស្សមានមនសិការណាបងប្អូនព្រោះតែមនសិការនឹងហើយដែលមនុស្សដឹងថាបងប្អូនឯងបង្កើតយកគ្នាមិនកើតទេក្មេងត្រូវគោរពចាស់មិនបានដឹងរបស់យើងអ្នកដទៃមិនគួរយកទេតែយករបស់អ្នកដទៃគេហៅថាលួចហេតុអីបានយើងដឹងមនសិការជាមនុស្សមនសិការជាមនុស្សប្រាក់យើងថាមនុស្សដែលគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គេមិនគួរអីឲ្យគោរពទេ ទោះបីគេធ្វើថ្នល់ក៏ដោយសាលារៀនក៏ដោយមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយបងប្អូនមិនឃើញគេបលើកលហូទេមានតែគណៈបកគេទេដែលបានកសាងច្រើនជាងគេអាណាគឺគុណមិនលើកយ៉ាងហ្នឹងទី1វាមិនចូលពេញលិញទៅរកសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សឡើយទី2វាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យគោរពឡើយគេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេទេបងប្អូនរើសបានតែអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបានប្រទេសរបស់បងប្អូនសុបានភូមិណានៅតែក្រ ហើយបានតែបងប្អូនរើសបានពេលដឹកនាំបែបហ្នឹងមកពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ងំគាត់យល់ថាគេហ្នឹងគេស្រឡាញ់គាត់គេចុះដឹកបងទាកូនហ្នឹងណាបងទាអាំងដើរលក់ដាក់អីហ្នឹងណាដែលគ្រាន់តែចុះហ្នឹងអង្គរៈប្រព្រឹត្តនឹងអស់ប្រមាណ10,000 ដុល្លារនឹងអស់ប្រមាណ10,000 ដុល្លារទេគាត់រៀបចំសន្តិសុខឲ្យគាត់ទេប្រជាប្រដ្ឋដល់ល្ងងខ្លៅគួរឲ្យស្អប់របស់យើងគាត់យល់ថាគេស្រឡាញ់គាត់គេសាមញ្ញពិបាករស់នៅជាមួយមន
vô tất đó mà lưu đã kì dùng. Cứu bà nụ tâm ôm, đã thua cá, cả ông cá đặt ngọt rồi bằng quật. Nhưng luôn thằng mà cả nặng bạc và dư dùng tâm ôm. Tôi bây chốc mô là tháng cái nông rụp hiếp nà, con hỏi. Có nằm mấy phó mà giáo cho luôn, bông có bây giá nào không? Tên môi vì ọt bằng bình, sắp xì cái đấy trâu cá rồi bằng nụ. Tên mấy cái thơ nằm mấy khuôn kê tê, mà nẹ dì ca chìa mà nụ bạc thăm mình cú áo cho nụ lời. Bà rô xí á bông ổn. Kê mình bao dương tê.
kê ta rô xí kê lụa xa mà mặc lô mang mặc lô phèm con kê bác thác kê rô xí á anh nâng kê bảo tê dương mình cua xa ọp kê tê bí bố kê bác dương thác kê rô xí mặc lô kê lụa phèm con kê mê bảo dương tê kê thác lăng mặc lô ở dương má kê dô lươi dương phèm con tê tay nít bảo dương xót á thác chúi á thác xót bà rô thác xa này hà chết á ca bất cứ đám bay bà dọc luôn kê tê mình nuốt xa mạnh lương vì xa mạnh từ tiếc bông ôn mình nuốt đôi bông ôn đài nâng á hạ đôi bông ôn từ chốt rồi cho ai bông ôn đưa thương nghiệp đặt lòng và tìm mùi chân ngá chân vô tới bà cua chùi mùi sang gặp bú chân vô tới bà cua chùi mùi dũa xong tô chùi mãn nha bông ôn rương ôn ni á đọc xa mình chân tì cao ná bà chia bà rõ nơi ta lần ngôn á mình ác mơ đo chai tình ná rồi bông nhẹ đặt lòng xa rốt mà vinh tục rõ tham bị ba với mặt đông ta. Bị bố dân dân khác, vì trời tập lạc đầu hàng.